hôm nay chị rất là vui vì được gặp lại tất cả mọi người trên cái kênh YouTube mới này của chị. Thì đây là cái kênh mới hoàn toàn là chị mới vừa tạo ra, là cái kênh thứ hai sau khi mà cái kênh thứ nhất là Chi Tru chia sẻ cuộc sống Mỹ đã được rất là nhiều bạn ủng hộ và quan tâm. Lời đầu tiên là chị cũng xin gửi lời cảm ơn với tất cả các cô bác, anh chị và các bạn trong thời gian qua đã ủng hộ cái kênh Chi Tru cuộc sống Mỹ của chị. Và chị hy vọng là tất cả mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cái kênh này của chị. Thì chị nói sơ về cái kênh mới này một chút nha. Thì trong suốt thời gian vừa qua đó là chị, cái kênh mà Chi Tru chia sẻ cuộc sống Mỹ là chị chia sẻ về tất cả những gì diễn ra ở cuộc sống của chị, xung quanh cuộc sống của bản thân chị và cuộc sống của vợ việt chồng Mỹ, từ ngày mà chị bắt đầu đến Mỹ. Chia sẻ với tất cả mọi người về cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm nào mà chị đã vượt qua để cho tất cả các bạn mà còn đang ở Việt Nam và những người nào muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống Mỹ có thể hiểu thêm về một chút về những cái điều mà chị đã học hỏi và chị đã trải nghiệm qua trong những cái năm tháng đầu tiên mà chị ở Mỹ. Thì những cái điều đó chị nghĩ là chị đã có chia sẻ rất là nhiều bạn và giúp ích được cho rất là nhiều người để họ có thể hiểu thêm về trước khi đến Mỹ này họ cần chuẩn bị những cái gì và họ có thể hiểu thêm được cái văn hóa Mỹ và cái cuộc sống ở Mỹ như thế nào để khi đến Mỹ này họ có thể là họ dễ dàng mà hòa nhập với cái cuộc sống Mỹ ở đây hơn. Đó là những cái điều rất là cần thiết đối với một người mà chuẩn bị sắp sửa qua Mỹ định cư. Thì cái trang, cái kênh YouTube mà Chi Tru chia sẻ cuộc sống Mỹ là Chi vẫn chia sẻ mỗi ngày với các bạn. Và hôm nay là cái kênh này là Chi Tru MMO, là Chi sẽ chuyên chia sẻ riêng về cái những cái lĩnh vực về kinh doanh, về thời trang, về kinh doanh online và chia sẻ về làm YouTube. Thì thực sự ra là Chi làm YouTube á, thì Chi cũng không phải là Chi học hỏi qua những cái trường lớp hay là có bằng cấp gì để mà Chi có thể chia sẻ theo đúng theo cái kiến thức mà giống như là trong trường học. Nhưng mà Chi chỉ chia sẻ về những cái gì mà Chi đã học hỏi được, Chi đã trải nghiệm được qua từ những cái ngày tháng đầu tiên mà Chi tập làm YouTube. Chi học hỏi từ thầy Dương Trung Hiếu và bạn Trương Bích Sơn và những cái điều khác mà Chi học hỏi của rất là nhiều người ở trên mạng nữa. Cho nên là Chi tự tạo ra cái kênh YouTube của Chi và Chi đã làm nó mỗi ngày như thế nào. Thì Chi sẽ mang hết những cái kiến thức của Chi, những cái gì mà Chi đã làm được, Chi muốn chia sẻ lại với tất cả mọi người để có thể là các bạn cũng có thể làm giống như Chi. Bởi vì Chi nghĩ rằng ở Mỹ này thì đối với những người mà mới qua Mỹ thì sẽ có những khoảng thời gian là rảnh rỗi nè, bởi vì chưa có quen với cuộc sống ở Mỹ hoặc là chưa có định hướng được là cái công việc của mình là như thế nào. Nhưng mà Chi thì Chi rất là khuyến khích những bạn nào mà muốn làm YouTube khi còn ở Việt Nam thì các bạn có thể tạo cho mình. Hiện tại bây giờ nếu bạn nào chưa bao giờ biết được YouTube là gì thì có thể các bạn tham khảo thêm về vấn đề YouTube và các bạn nên mở một cái kênh YouTube cho mình chia sẻ về tất cả những gì mà các bạn có thể làm. Có thể các bạn làm về nhiều chủ đề, về review, về du lịch, về ăn uống, về cuộc sống gia đình hay là về cách dạy con hay là nấu ăn. Tất cả những cái chủ đề nào các bạn có thể chia sẻ, mình có thể làm một cái kênh YouTube để sau này nếu mà các bạn có qua bên Mỹ để các bạn sống thì cái kênh YouTube đó mình sẽ tiếp nối những ngày tháng ở trên đất Mỹ như thế nào và chia sẻ tiếp tục lại cho những người nào muốn biết về cuộc sống Mỹ cũng giống như cái cách Chi đã làm. Thì Chi nghĩ rằng với cái cách chia sẻ này á thì mình sẽ giúp cho rất là nhiều người đi sau mình và những người nào muốn làm giống như mình sẽ theo cách của mình và họ sẽ làm được cũng giống như Chi. Chi đã thực hiện được cái ước mơ của Chi là đang dần dần chuyển đổi cái công việc từ cái công việc mà mình Chi đang thực hiện chuyển đổi cái công việc từ mà cái công việc mà mình chưa có yêu thích trước đây mà mình chỉ làm tạm thời trong cái thời gian mà mình mới hòa nhập cuộc sống ở Mỹ thôi, để mà bây giờ là dần dần Chi sẽ chuyển sang về công việc kinh doanh, một công việc mà Chi đã đam mê và yêu thích từ rất lâu rồi khi còn ở Việt Nam. Đó thì Chi cũng sẽ chia sẻ kinh nghiệm về cái vấn đề kinh doanh nếu bạn nào có cảm thấy hứng thú. Bởi vì trong cái cuộc sống bây giờ đó, ngày xưa thì ở Việt Nam thì mình chỉ kinh doanh thủ công là mở shop để bán hàng. Nhưng mà hiện tại bây giờ Chi thấy rằng là càng về sau này, là những năm sau này thì với cái công nghệ số bây giờ đó thì hầu như tất cả mọi người đều shopping và mua sắm online thôi. Cho nên là Chi đã chuyển qua cái hình thức là mình kinh doanh online, mình không có muốn mở shop nữa. Trước khi mà Chi đến Mỹ là Chi cũng có dự định là sau này khi ở Mỹ có thể là Chi
cũng sẽ mở shop thời trang giống như là ở Việt Nam vậy. Nhưng mà bây giờ qua đây là chị thấy rằng ở Mỹ này á, thì thời trang á, thì các bạn có thể mua bất cứ ở đâu. Nhưng mà vì vậy là mình với cái kinh nghiệm mà cái kiến thức nhỏ nhoi của mình với lại cái tiếng cái ngôn ngữ của mình chưa có rành đó, thì chị cũng chưa tự tin để mà chị có thể làm được cái điều đó. Và chị nghĩ là nó cũng phải mất rất là nhiều tiền bạc và công sức của mình khi mà quản lý một cái shop. Nhưng mà khi mà chị tham khảo về cái cách kinh doanh online á, thì chị thấy rằng với cái kiến thức và kinh nghiệm của mình thì chị có thể tự tin để mà chị làm cái điều đó. Còn vấn đề kinh doanh online thì chị cũng vẫn còn đang học hỏi để mà quản lý một cái kênh mà bán hàng cho mình hiệu quả như thế nào. Thì với cái kênh Chi Pro MMO này, nếu bạn nào có đam mê và có cảm thấy thích học hỏi để mà chia sẻ và để mà làm kinh doanh online hoặc là chia sẻ về làm YouTube kiếm tiền, thì chị sẽ sẵn lòng chia sẻ với tất cả mọi người những gì mà chị có thể biết được. Và sẵn đây thì Trinh của chị cũng xin nhắc lại là chị có rất là nhiều bạn rất là ủng hộ và quan tâm và nhắn tin hỏi thăm chị rất là nhiều. Và chị cảm ơn rất là nhiều tất cả các bạn đã quan tâm tới chị ha. Còn riêng những bạn nào mà nhắn tin hỏi chị về vấn đề mà làm YouTube á, thì thật sự ra là chị cũng đã trả lời tin nhắn riêng cho nhiều bạn rất là nhiều. Thật sự là khi mà mình làm điều đó thì mình nghĩ có lẽ là mình hữu duyên, mình có duyên với nhau. Cho nên là khi chị đọc những cái tin nhắn nào đó là có thể lúc đó chị rảnh hoặc là mình có cảm xúc, hoặc là mình cảm thấy rằng mình cần chia sẻ với cái người này, thì là chia sẻ, chị trả lời liền trong cái tin nhắn hoặc là cái email liền. Còn nhiều bạn hỏi chia về những cái câu hỏi chung chung mà chị nghĩ rằng là chị sẽ làm một cái video để chị chia sẻ trả lời những cái câu hỏi của các bạn hỏi. Để không chỉ riêng cho các bạn hiểu mà là cho tất cả những người nào muốn làm YouTube đều hiểu về cái cách làm YouTube như thế nào. Bởi vì chị không thể nào chia sẻ cho các bạn từng tin nhắn một là bạn phải làm cái ABC như thế nào, bởi vì cái câu chuyện nó rất là dài. Cho nên là nếu mà chị chia sẻ là chị phải có thời gian để ngồi giải thích cho các bạn là phải làm như thế nào, tạo email ra sao, tạo cái Gmail ra sao, rồi làm cái tên kênh YouTube ra sao, rồi cái cách các bạn làm nội dung như thế nào, thì chị phải có một cái video mà chị chia sẻ cho các bạn giống như là chị đang nói chuyện với các bạn như thế này, để cho tất cả những người nào mà muốn làm YouTube giống như bạn vậy thì người ta sẽ hiểu hơn, và người ta có thể là một cái cách chia sẻ của chị mà sẽ cho tất cả nhiều người nghe và nhiều người hiểu và nhiều người muốn biết luôn. Chứ còn mà chị chia sẻ riêng cho từng một bạn thì chị không có thời gian để chị ngồi chị trả lời tin nhắn hoặc là trò chuyện với các bạn với một cái thời gian mười mấy 20 phút đó cho từng người thì chị không thể làm được. Vì vậy chị nói luôn là có nhiều bạn hỏi thăm chị mà chị chưa trả lời đó, thì các bạn cũng đừng có giận chị hoặc là đừng nghĩ rằng chị chẳng hay là tại sao chị không trả lời, mà là chị đang tập hợp tất cả những cái câu hỏi của các bạn đó. Rồi chị sẽ làm một cái video để chị trả lời, chia sẻ cho tất cả các bạn đều hiểu luôn. Bởi vì không chỉ riêng một mình bạn mà là rất là nhiều người đang muốn làm YouTube và cũng không biết làm cách nào, cũng giống như chị ngày xưa vậy đó, mới làm tập tễnh vào nghề thì cũng tự học hỏi, tự làm tất cả mọi thứ. Cho nên là chị sẽ mang hết những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm nào mà mình đã có, mình đã trải nghiệm qua là chia sẻ, hy vọng rằng chị gửi đến cho tất cả mọi người sẽ học hỏi được và làm từ những bước đầu tiên giống như chị. Những người nào mà đã quá giỏi công nghệ hay là có thể làm được tất cả mọi thứ thì cái điều đó rất là dễ dàng đối với những người rành công nghệ ha các bạn. Nhưng đối với chị và cũng như những bạn mà chưa biết gì về công nghệ thì chị nghĩ rằng cũng có thể rất là dễ dàng để làm, nếu như các bạn chú ý, các bạn có thể có thời gian thì các bạn xem những cái video của chị. Thì trong những cái video của chị đó là những cách chị đã chia sẻ về những cái cách làm YouTube như thế nào và cái cách mà chị làm như thế nào, chị chia sẻ với mọi người ra sao, thì các bạn cũng có thể tinh ý thì các bạn sẽ thấy được những cái điều đó là các bạn áp dụng cho cái kênh của mình để các bạn có thể làm được cho mình cái nội dung hoặc là cái cách làm YouTube như thế nào. Cho nên là chị nghĩ rằng cái làm YouTube thì không khó đâu các bạn, nhưng mà ăn thua là mình có chịu học hỏi hay không. Vì vậy trên cái kênh YouTube ngày hôm nay là chị muốn chia sẻ một chút về cái thông tin mà cái trang YouTube Chi Pro MMO là cái kênh mới tin này là chị sẽ chia sẻ với các bạn về hai cái chính đó ha, là chia sẻ về kinh doanh online và chia sẻ về cách làm YouTube. Đó là tổng hợp lại là MMO là Make Money Online, là tất cả về YouTube hay là kinh doanh thời trang đều là kiếm tiền online nha các bạn. Bởi vì khi mà mình muốn làm online, kinh doanh online á, như lần đầu tiên mà chị mở cái kênh mà Chi Pro chia sẻ cuộc sống Mỹ đó, thì chị cũng đã nói với tất cả mọi người rằng cái chính mà chị làm YouTube không phải là chị muốn kiếm tiền từ
mà đó chỉ là cái phụ. Còn cái chính là ngày hôm nay Chi đã mở một cái kênh thứ hai để chia sẻ với mọi người về kinh nghiệm để kiếm tiền online. Và Chi sẽ chuẩn bị mở một cái trang website để Chi kinh doanh, là đó là cái mục đích mà Chi muốn đạt được đã tới, chứ không phải là về cái kiếm tiền trên YouTube là chính đâu các bạn. Khi mở kênh YouTube ra, Chi chỉ nghĩ rằng đó chỉ là một cái chia sẻ những cái gì mình đã trải nghiệm qua để có thể giúp ích được cho tất cả mọi người. Cái thứ nhất, cái thứ hai cũng giống như là một cái nơi mà để mình lưu giữ lại những cái kỷ niệm, những cái gì tốt đẹp, những cái khoảnh khắc và những cái câu chuyện của mình để chia sẻ với mọi người, để có thể sau này lớn lên con mình hay là 10 năm, 20 năm nữa, mình có thể thấy đây cũng giống như là một cái thư viện hay là một cái kho sách của mình vậy đó, để mình có thể mình xem lại cái quá trình trong cái thời gian mà mình đã trải qua trong cuộc sống ở biển như thế nào. Còn cái vấn đề kiếm tiền là Chi cũng đã có suy nghĩ đến, bởi vì bất cứ ai mà khi mà làm YouTube đều phải nghĩ đến vấn đề mà kiếm tiền. Nếu mà ai đó nói rằng làm YouTube mà không phải vì tiền thì các bạn đó là một cái sự nói dối lòng chứ không phải là sự thật. Bởi vì ai mà làm YouTube đều cũng phải mong tới một ngày mình sẽ được bật kiếm tiền. Và Chi cũng không có ngoại lệ cái điều đó, và Chi cũng nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ kiếm được tiền từ YouTube. Vì vậy và trong những cái ngày tháng đầu tiên mà Chi làm YouTube, những cái video đầu tiên thôi, là Chi cũng đặt hết cái tâm huyết của mình vào để mong muốn rằng có thể chia sẻ được cho các bạn, để có thể các bạn chấp nhận được cái kênh YouTube của mình và những cái chia sẻ của mình. Đó thì mình dần dần mình mới có được những cái lượng khán giả họ quan tâm, họ xem và họ theo dõi. Đó là cái cách để mà mình có thể là thực hiện những cái bước kiếm tiền sau này của mình. Và sau khi Chi làm một thời gian thì thật sự mà nói là Chi rất là bất ngờ, bởi vì mình cảm thấy rằng mình cũng nhận được rất là nhiều sự ủng hộ và quan tâm của tất cả mọi người. Và Chi có động lực, coi như là mỗi ngày có động lực nhiều hơn để mà Chi làm, cứ Chi cứ mãi mê Chi làm như vậy đó các bạn. Cho đến một ngày là Chi đã đạt được cái mục đích của Chi là bật được kiếm tiền với YouTube. Và đến hôm nay là bây giờ là Chi đang chuẩn bị là làm cái trang website để mà mình kinh doanh online trên cái kênh YouTube của mình. Đó. Thì đó là những cái mục đích mà Chi đã đạt được và đã đi qua để mà Chi thực hiện cái ước mơ của Chi là thay đổi cái cuộc sống của Chi sau vài năm chập chững để mà làm quen với cái cuộc sống ở Mỹ. Và bây giờ là Chi bắt đầu thực hiện vào cái ước mơ của mình, cái đam mê của mình. Vì vậy là một chút chia sẻ đối với tất cả mọi người, thì hy vọng rằng tất cả các bạn sẽ ủng hộ cho Chi, sẽ luôn ủng hộ cho Chi. Và sau cái video này, đây là cái video mà Chi chỉ giới thiệu về cái trang mới của Chi thôi nha. Thì sau cái kênh này là bắt đầu Chi sẽ chia sẻ thường xuyên là thay đổi. Có thể là Chi sẽ là xen kẽ về làm YouTube và kinh doanh online, và Chi sẽ review tất cả những cái sản phẩm. Ví dụ như Chi kinh doanh về thời trang, hay là tất cả những cái gì đẹp, hay Chi đi đâu mà Chi thấy những cái gì hay, là những cái sản phẩm nào mà Chi xài mà Chi cảm thấy tốt, thì Chi sẽ review đến cho tất cả mọi người để có thể là mua về xài giống như mình vậy đó, giống như là một cách mình chia sẻ về những cái hay, những cái tốt đẹp đó với mọi người. Đó là cái mà Chi sẽ làm trên cái kênh Chi Room MMO này. Thì sau này là Chi nghĩ là các bạn sẽ rất là dễ xem. Nếu mà các bạn đăng ký và subscribe cái kênh của Chi á, thì các bạn sẽ thấy là Chi sẽ chia ra hai cái rõ ràng. Một cái là về cuộc sống Mỹ và cuộc sống của vợ chồng Mỹ thôi. Và một cái video, một cái kênh Chi Room MMO này là để chia sẻ về cách làm kinh doanh và chia sẻ về YouTube. Và những bạn nào mà muốn học làm kinh doanh YouTube thì hãy đăng ký cái kênh của Chi đi. Rồi Chi sẽ chia sẻ với các bạn những cái bí mật và những cái điều mà các bạn cảm thấy rất là bất ngờ khi các bạn làm YouTube. Thì sau video này thì video tới Chi sẽ chia sẻ về cái cách làm YouTube và Chi sẽ tiết lộ cho các bạn về cái số tiền mà tháng đầu tiên mà Chi lãnh từ YouTube là bao nhiêu. Thì khi Chi tiết lộ cái điều này thì không phải là Chi khoe, đây là thật sự mà cái này là Chi không phải là khoe, mà là Chi muốn tạo cái động lực, Chi truyền cái động lực và truyền cái cảm hứng đến cho tất cả các bạn nào muốn làm YouTube kiếm tiền. Và đó là cái mục tiêu mà tất cả mọi người đều mong muốn. Và Chi nghĩ rằng cái con số mà Chi sẽ nói với các bạn trong video sau thì các bạn sẽ nghĩ rằng là Chi xạo hay là Chi nói quá lên. Nhưng mà chỉ những người nào mà thật sự thân thiết và bạn bè của Chi và thầy Dương Trung Hiếu cũng đã biết được cái số tiền của Chi tháng đầu tiên của Chi lãnh là bao nhiêu. Thật sự mà khi Chi nói về là cái số tiền mà Chi kiếm được là 4 con số cái tháng đầu tiên á, thì
có nhiều bạn vào nói với Chi rằng là với cái lượng subscribe chỉ có 10, 13, 14 ngàn subscriber thì làm sao Chi kiếm được một tháng 4 con số. Chi nói chỉ là 4 con số thôi nhưng mà Chi chưa nói số tiền cụ thể nha. Video sau Chi sẽ nói số tiền cụ thể và Chi sẽ kể cho các bạn nghe về cái quá trình Chi làm YouTube và cái số tiền Chi đạt được thì các bạn sẽ rất là bất ngờ. Hy vọng rằng các bạn hãy đón xem cái video sau của Chi chia sẻ để lấy thêm cái động lực. Và các bạn hãy nhớ rằng Chi làm được, các bạn cũng sẽ làm được. Bởi vì những cái điều này ai có cố gắng là sẽ làm được thôi. Chi cũng không tài giỏi hay ho về hơn gì hơn các bạn đâu. Nhưng mà Chi có một cái là cái sự kiên trì. Chi rất là cố gắng và kiên trì trong tất cả những cái mục đích của Chi trong đã đặt ra trong cái tương lai. Mục tiêu mà Chi đã đặt ra là chia sẻ. Đó là cái cách mà Chi thành công. Bởi vì thành công là các bạn phải có 3 điều như Chi nói, đó là phải có tư duy. Tư duy tích cực là các bạn suy nghĩ là các bạn sẽ làm được và các bạn sẽ làm. Và cái thứ nhì là phải hành động. Khi có tư duy xong các bạn phải hành động, phải thực hiện cái tư duy đó. Thì sau khi thực hiện rồi, có những trên cái bước đường mình đi sẽ có những cái trở ngại xảy ra, thì mình phải cần có cái sự kiên nhẫn và kiên trì. Khi các bạn có 3 cái điều đó rồi thì Chi bảo đảm là các bạn sẽ thành công. Bởi vì Chi đã thực hiện 3 cái điều đó trong cái cuộc sống của Chi, không kể riêng về cái vấn đề làm YouTube, mà trên con đường kinh doanh của Chi hay bất cứ công việc nào trong cuộc sống, giải quyết một vấn đề gì hoặc là lập ra một kế hoạch và ước mơ cho tương lai, Chi đều làm với cái lộ trình như vậy. Tư duy tích cực dẫn đến hành động thực tế và sự kiên trì, kiên nhẫn là nó sẽ thành công. Và Chi hy vọng rằng tất cả mọi người ngày hôm nay là xem cái video đầu tiên này của Chi, và các bạn hãy đăng ký kênh của Chi để có thể nhận được những cái thông tin rất là hữu ích cho cái việc mà công việc mà làm kinh doanh online, hoặc là kiếm tiền online, hoặc là chia sẻ về review về những cái gì đó mà tốt đẹp về những cái sản phẩm, hay là quần áo, hay là những cái nói chung về tất cả những cái gì mà Chi có thể là chia sẻ về liên quan về cái vấn đề kinh doanh, hay là làm đẹp, hay là tất cả mọi thứ trong cuộc sống ha. Mà Chi nó không có, Chi không có chia sẻ về cuộc sống Mỹ hay là bảo vệ chồng Mỹ về gì đó trong cái kênh này, mà chỉ riêng về kinh doanh online và chia sẻ về làm YouTube nha. Rồi Chi hy vọng là tất cả các bạn sẽ ủng hộ cái kênh này của Chi, và nếu bạn này nào cảm thấy hôm nay là cái video này có bổ ích thì cho Chi một like và nhanh tay bấm subscribe và bấm cái chuông bên cạnh để có thể nhận được những cái chia sẻ sau này của Chi. Chi sẽ làm tất cả những cái chia sẻ để trả lời cho tất cả các bạn nào hỏi thăm Chi về vấn đề làm YouTube nha. Các bạn cứ đặt câu hỏi, cứ gửi email, gửi tin nhắn, gửi cho Chi đi. Rồi cái nào Chi cảm thấy trả lời trực tiếp được, Chi sẽ trả lời ngay. Còn nếu không, Chi sẽ làm video Chi chia sẻ cho tất cả các bạn đều biết luôn, chứ không phải riêng về một bạn nào đó nha. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Xin chào tất cả mọi người và chúc sức khỏe tất cả các bạn, và hy vọng các bạn sẽ luôn ủng hộ và yêu mến Chi như trong những thời gian qua. Cảm ơn và tạm biệt tất cả mọi người.